dù là mình đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Con chào dì Nụ. Ờ, gì đây? À, hôm nay nhìn quán có vẻ đông dì Nụ ha. Dì nhận con vô làm thêm nha. Con lấy rẻ lắm, một tiếng có 5.000 à. Có 5.000 à. Nha dì Nụ. Là sao? Dì nhận con vô làm phụ nha dì Nụ. Dạ thưa chị, em mời chị về nhà chị học bài giùm em cái. Chị chưa có đủ tuổi gì thành niên, chị muốn em ở tù hả chị? Trời ơi, dì giúp con lần này đi dì, đời con sắp hết rồi đó dì ơi, dì giúp trời, con. Trời 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 trời, đã nói không là không mà nhỏ này. Dì mà không nhận con muốn nằm luôn nha dì coi. Dì nụ, dì cho con vô làm nếu mà dì mà không cho con vô làm, con nằm đây con phá gì hoài luôn á. Làm gì à? Con nằm ăn dạ hả? Trời ơi, con làm gì sợ quá à. Dì sợ dì nhận con vô làm nha. Nhưng mà dì không có quan tâm, thôi con cứ nằm nó đi, khi nào kiến cắn thì đứng lên nha. Dì nụ, dì nụ trà sữa đây hai đứa này nè. Rồi mà hai đứa trà sữa nha. Ê, nhỏ kia làm gì vậy? Hả? Con dọn quán phụ dì Nụ nè. Phá phách hả? Có tin gì không? Biết dì Nụ là ai rồi chứ gì? Bây giờ đi chỗ khác chơi giùm dì đi. Nhanh lên. Đi. Nhỏ này. Ủa con bé đó là ai vậy bà chủ? Con nhỏ cháu. Nó tới nó xin tiền mà trời ơi. Nó tới nó phá phách vậy đó. Thôi kệ nó đi. Uống trà sữa đi, ngon lắm á. Thôi uống đi em. Anh chị, em khổ. Ủa em sao vậy? Em bị bà chủ quán này hành hạ. Ủa là sao? Bởi vì em đang giữ một bí mật rất lớn của dì Nụ. Bí mật gì? Thật ra là trong hai ly trà sữa này có một loại hóa chất rất độc hại, có thể dẫn đến ung thư. Thật ra em cũng không muốn nói đâu, nhưng mà nhìn hai anh chị đẹp đôi quá, em không nỡ để hai anh chị chết trẻ. Anh ơi, mình đi quán khác đi. Đi. Anh này 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 này, hai đứa đi đâu vậy? Chưa tính tiền. Trà sữa bẩn nhà mà tính tiền vậy bà chủ? Ở là sao em? Trà sữa ngon mà. Nè. Trời. Con nhỏ kia. Tại mày đúng không? Mày phá đúng không? Một khi mà dì đã không chấp nhận con thì hậu quả. Con biết con đang làm hành động gì không? Đóng cửa. Đúng vậy. Ê, là sao mày? Dì có muốn đổi ý không? Hay. Ê, từ từ. Dạ. Dạ, của anh là 50 ạ. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn quý khách. Thế cũng được đó. Alo. Cái gì? Chung cư lại có chuyện đó hả? Rồi được rồi, đợi tôi một chút đi, tôi tới liền. Trời ơi, thiệt tình á, sao dạo này lộng hành dữ vậy ta? Ủa, có chuyện gì vậy Nụ? Trong chung cư lại có quýnh nhau nữa nè, bây giờ phải đi giải quyết mà. À thì chị cứ đi đi. Sao đi được, giờ quán xá ai coi mà đi. Thì con coi nè. Được không? Được chứ. Nụ ơi Nụ. Nụ ơi. Nụ ơi Nụ. Ây chà, quán xá ai đâu mà vắng que như cây tre vậy trời. Ê, con chào bác. Ờ, ủa? Nhỏ này như con là cháu của Tùng phải không? Dạ đúng rồi. Ủa con làm gì đây? Dạ con phụ đây nè.
Ủa vậy hả? Dạ. Ủa dì nụ đâu con? À, dì nụ hả? Ừ. Con nói này cho bác nghe. Ừ. Bác đừng có nói ai hết nha. Bà không nói ai nghe đâu. Dì nụ đâu? Ôi con không dám tiết lộ đâu. Con còn tiết lộ bác nói còn nhiều chuyện nữa. Có cái gì đâu, nói cho bác nghe đi. Bác với dì nụ cũng là chỗ thân tình. Hai người đang có cảm tình với nhau mà. À, vậy để con nói cho bác nghe nha. Ừ. Bác phải bí mật nha. Bí mật. Dì nụ á. Ừ. Dì cụi trốn rồi. Hả? Cái gì? Nụ giật hội. Chú đừng có la lớn. À. Sao? Tình hình sao? Kể cho bác nghe coi. Thì ra là xã hội đen á. Ừ. Đang tới để đốt nguyên cái quán này luôn nè. Giờ tình hình là xã hội đang truy lùng hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà con sợ á, tí xíu nữa xã hội đen tới xong đốt hết cái quán này là dì nụ rụng nụ luôn á. Mèn đét ơi, bây giờ có cách nào để giúp nụ không? Có cách nào để giúp nụ không? Con tư vấn cho bác đi. À, hình như là được trả góp á. Trả góp hả? Trả góp bằng hình thức nào? Lãi suất bao nhiêu một tháng? Mấy cái đó thì con không biết. Nhưng mà hình như được trả góp 1 triệu. Tưởng nhiều lắm. Một triệu một tháng thì có bao nhiêu đâu. Đâu, 1 triệu một ngày. 1 triệu ngày? Ừ. Không có nhầm nhò gì với bác hết á. Nụ ơi, sao em dại dột quá, nói tàn tiếng, tài có điều kiện mà. Giờ tụi xã hội đen đang tới phải không? Dạ đúng rồi. Thôi được rồi, chuyện này là để bác lo. Bác sẽ trả cho nụ cả vốn lẫn lời, lãi con lãi mẹ. Bác thanh toán hết trong ngày hôm nay. Chuyện nhỏ xíu gì mà cũng không nói. Đây, con cầm lấy, con sẽ đưa cho tụi nó. Gì có 1 triệu vậy bác? Ít ra cũng phải 2-3 triệu gì chứ. 2-3 triệu hả? Không, bác có cách nói của bác. Bác sẽ thương lượng được với tụi nó. Chỗ anh em xã hội với nhau mà. Trời. Vậy bác là xã hội đen hả? Không, anh em xã hội đây có nghĩa là anh em mình cùng sống trong cái xã hội chung quanh ta. À, xã hội loài người. Vậy giờ bác đưa tiền cho con nhanh đi, để người ta tới người ta đốt quán bây giờ. Chị nụ à, có chị nụ ở nhà không ạ? À? Ủa, hey, sếp Tài đi đâu vậy Tùng? Qua kiếm chị nụ nè. Mà nụ đâu rồi ta? Thê thảm quá. Cái gì vậy? Thê thảm lắm Tùng ơi. Vụ gì mà thê thảm? Nụ trốn nợ rồi. Mà nụ trốn nợ? Tụi giang hồ xã hội đen đang truy sát nụ. Nụ đang trốn ở một nơi nào mà giờ không ai biết được hết. Trời đất ơi, bà này bà làm quản lý của chung cư mà bà trốn nợ vậy? Có khi nào mà bắt gì bà trốn nợ? Bà làm cái gì mà bà trốn nợ? Nụ giật khỏi, giật người này giật người kia, giật qua tới nụ giật chuyền luôn. Trời đất ơi, người ta giật khủi vậy, kệ người ta, bả đi giật dây chuyền người ta làm cái gì? Ui, không phải là nụ giật dây chuyền mà cái này trong cái quản trị kinh doanh người ta gọi là hiệu ứng domino á. Bả quýnh domino nữa hả? Là không phải, có nghĩa là người này giật người nọ giật người kia, giật người kia, giật người kia, có nghĩa là giật dây chuyền. Nói chung là bây giờ bà nụ bà trốn nợ gì bà giật khủi người ta. Đúng rồi. Tiền giang hồ bị giang hồ truy sát. Đúng rồi. Trời đất ơi, tự nhiên làm quản lý cái chung cư thôi đi, còn bị giật khủi rồi giật dây chuyền gì tùm lum tùm la hết. Nhưng mà ai là người nói cho anh biết? Thôi. Sao rồi? Ủa kìa, chị nụ kìa. Nụ. Ôi. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Cậu làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Anh bình tĩnh, anh bước qua anh quýnh chị nụ phải không? Phải không? Buông ra. Tôi quýnh tao tan rồi. Anh bình tĩnh nghe chưa? Không quýnh chị nụ nghe chưa? Nụ. Gì vậy? Trốn lẹ đi, tụi nó đang tới. Trốn cái gì? Thì đó, giang hồ sao đen tới đó. Tới đi, núp cái chỗ nào báo cho Tài biết, Tài sẽ tiếp diện tiền bạc lương thực tới cho anh. Ê. Hả? Đang nói cái chuyện gì vậy hả? Nói cái gì nữa? Chị đi giật hụi người ta. Đúng rồi. Chị trốn nợ. Giang hồ tới đây kiếm chị nè. Nó không có cái anh Tài cứu chị là chị xong rồi. Trốn mẹ lên. Trời ơi, chị làm quản lý một cái chung cư mà chị thiếu nợ tùm lum rồi. Mốt chung cư người ta cười quy cái chung cư của mình. Tụi nó đang tới. Tôi giật hụi. Ừ. Cái gì nữa? Tôi trốn nợ. Ừ. Nó tới nó kiếm chị. Sợ lắm. Ra. Nó đâu ra vậy, ai được? Cậu Tùng nói nè. Hồi nãy sức Tài mới nói tôi nghe mà. Con này là ai nói? Tôi nói. Trời ơi, sao lại nói tôi như vậy hả? Không phải, tôi nói quá. Tôi là cái người biết tên này nhưng mà tôi đâu có phải là người cái bịa ra. Vậy ai nói?
À, con bé này nói nè. Thi. À, con Thi. Lại đây Biểu. Con Thi. Lại đây Biểu. Đi lại đây. Đứng lại đây. Trời là Thi ơi là Thi thì gì lại con đó. Dì có làm gì có lỗi với con không Thi? Mà sao từ sáng giờ con kiếm chuyện con phá gì từ sáng tới giờ vậy? Cậu Tôn, tôi có làm gì có lỗi với gia đình cậu đâu mà con phái con Thương Thi xuống này phá tôi từ sáng tới giờ không làm ăn được cái gì hết. Nói cho chú Tùng nghe, tất cả mọi chuyện là con bày ra đúng không? Có đúng không? Tại sao vậy hả Thi? Tại sao? Tại vì con cần tiền. Con cần tiền, con dựng chuyện lên, con gạt tiền bắt tay hả? Con có biết hành động của con như vậy là phạm pháp không? Con nói con cần tiền là sao? Một ngày á chú cho con 50.000 tiêu vặt. Cần là cần cái gì? Chú ơi, 50.000 làm sao mà đủ hả chú? Mỗi lần á mà con muốn đi uống nước với bạn á, rồi con phải mượn người này tới mượn người khác mới có tiền đủ một ly nước. Sao mà nếu như mà con trả hết tiền nước vậy, rồi tiền đâu mà con mua đồ cho con hả chú? Cho nên con mới bị chuyện, con mới lấy tiền. Con nói vậy mà nghe được hả? Hả? Thể ai khó khăn là phải bịa chuyện để đi gạt tiền người ta hả con? Hả? Con biết ở ngoài đường biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn hơn con nữa. Thậm chí là không có tiền mua sách vở để mà đi học, không có tiền đóng tiền học. Cứ ai khó khăn cũng phải phạm pháp hả? Hả Thi? Con nhìn đi, bao nhiêu tháng trời con ở nhà chú, chú cho con thiếu thốn cái gì? Đua đòi theo chúng bạn. Thôi được rồi, con đi về quê đi, chú không chứa chấp con nữa. Tùng à. Tùng cái gì? Cô đi đâu đi? Tùng à, có chuyện. Ông đi về luôn. Hả? Ông quên, hai người không dính dáng tới gia đình tôi hết. Con đi về quê. Cậu Tùng. Đi về núi sập. Con Tùng, từ từ bình tĩnh nghe tôi nói nè. Nó còn nhỏ, nó dại dột vậy, từ từ rồi mình dạy, chỉ dạy cho nó, còn hiểu không? Đúng rồi đó Tùng. Thi, con biết lỗi của con chưa? Dạ con biết rồi, con biết lỗi gì nổi. Con xin lỗi bác Tài, con xin lỗi chú Tùng. Nó biết xin lỗi rồi đó. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh nha. Có gì đâu nụ, chuyện nhỏ mà. Thôi cầm chịu trả tiền sao đen đi. Không, tôi lỗi chuyện cũ.